Chào tất cả các bạn nha. Cũng đã lâu rồi tụi mình không làm clip. Ok, hôm nay mình làm clip nướng gà ăn nha các bạn. Ok, thì trong thời gian đợi làm gà thì mình ra mình đốt lửa trại trước nha các bạn. Đốt lửa đừng có than một hồi mình nướng mấy con gà nha các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ mần hang gà để rồi để làm clip. Hang gà mới bắt luôn, mần liền luôn đó. Còn bà này là bà phụ làm, còn ông này là ông không lột tỏi. Hang gà này như là mấy ký rồi? Con này chắc được 8 ký 9 rồi. Con cho 2 ký đi. Đó, 2 con vậy nè. Ướp này ướp sao tới nè. 8 xong rồi chứ. Hai vô. Ướp sao tới. Ta vô xem cặp thêm miếng tỏi nữa rồi ướp vô cho nó thơm. Anh Nam. Còn này mày làm gì đây? Mẹ. Mẹ kia nó cầm cái. Tao lại mày luôn ấy. Lấy củ tỏi nó coi. Ok các bạn, giờ mình nướng gà nha. Đó. Hai bù đầu đứng ở chỗ nó quên. Nó chiếu đèn kìa. Đó. Ông này ông đập lửa nè. Nó vợ ngồi đây là đợi gà nướng xong là nó ăn luôn nha. Em bên với đỡ bạn lửa nhỏ nhỏ gì để cho gà nó chín chứ không để bị cháy rồi. Lửa to quá như bên kia đã cháy nguyên gà. Đây còn gà. Chở con gà đi. Người ta ngồi xung quanh cái bếp lửa người ta mới lấy được hình chứ. Ngay đó. Cậu chế. Camera chính đang trên đây nè. Mẹ. Trả đi bảy. Đang quay chưa nữa. Mình ở Bến Tre nha các bạn. Quay của Jack đấy. Quay của Jack á. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bền. Ủa quên nói họ té cái này. Nhắc tới giác là phải biết sóng gió. Nó tát vô cái mặt. Đừng nhớ cái gì á. Đây cô Năm đây là chủ đầu tư cái clip ngày hôm nay. Đã tài trợ 2 con gà, 3 con gà chí củi lửa đồ than nãy kia nữa. Bó tan luôn không? Đây là nhà tài trợ chính. Đây là năm xứ dừa. Vợ là của chồng, chồng của Năm bán phòng. Lên YouTube luôn á, mạng xã hội luôn á. Ai cũng thấy, cả thế giới thấy luôn á. Thì tưởng như Dương Năm lên TV mà bắt phim này kia. Với mỗi người ủng hộ mình chứ. Để mấy cháu vui vẻ chơi nha. Đây,
ba con gà, nãy nướng có hai con thôi, lâu giờ chơi luôn ba con cho lẹ. Có nên làm lon nước mình uống trước không? Đây các bạn, bia. Đây gơ, number one, C2. Chuẩn bị cho cái clip tối nay. Nhưng mà gà lâu chín quá các bạn. Trời, nướng gà phải lâu chịu rồi chứ sao. Quá trời, nãy giờ cũng cách tiếng đồng hồ mà ăn gà nó mới được vàng thôi các bạn. Đây là cái nơi mà xíu nữa mình ăn. Có mấy đứa nhỏ nó ngồi đây nó đợi sẵn rồi. Nhưng mà ăn gà nó lâu chín. Hello bạn nha. Hello bạn nha. Nãy giờ đây các bạn, đây là mấy món phụ, mấy món phụ mình ăn kèm chung với cái gà. Rồi. Đây là dưa leo, đây là xúc xích, xích đầu nem chảo, nem chảo với đậu bắp mình lộn. Đây là xoài cóc ổi trái cây, đây là cái viên chiên tay nghề hơi bị kém các bạn. Tam sang các bạn. Tương ớt. Đây mình quay tổng thể. Ok. Bây giờ nhà báo đâu? Đây. Chú ơi, đây cũng là đây à. Anh em vlog đây. Đây. Nó vàng được một xíu rồi các bạn ơi. Đây. Hello bạn nè. Vàng được một xíu rồi. Chú bạn. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị mình xứ nó được. Cái đó tự gọi là bán mặt cái gì? Bán mặt cho đó, bán đít cho trời. Ủa anh cứ đẩy. Đây các bạn, hiện tại là mình đang đợi gà chín. Đây, gái Sài Gòn về Bến Tre. Nướng bánh phồng nha các bạn. Đây, đó. Điều tiên. Ok các bạn, đã xong một cái bánh phồng. Đó, phải làm vài cái nữa cho nó trả qua tay lại, cho nó vàng, cho nó thơm á các bạn. Đó. Đây, mình lại gần cho nó sáng nha các bạn. Đi xa quá nó không có thấy rõ được. Giờ thì hiện tại thì mình trả mấy con gà lại để chia. Sợ đây. Cái chân nó rớt. Đây, mình trả mấy con gà lại cho nó chín đều đều, nó mới thơm, nó mới ngon nha các bạn. Chứ mình để một bên nữa nó khét. Kìa, nó hả họng ra luôn kìa. Đây, mình quay gần lại cho các bạn thấy. Trời ơi. Ngon quá trời ngon luôn các bạn ơi. Thèm luôn các bạn nha. Ok các bạn thấy ngon. Quá ngon. Đây. Mình rưới gia vị lên cho thơm nha các bạn. Ồ, đây quá độc. Ngon ghê không? Đặc sản miền Tây. Quá độc. Đây là thái đấu của đồng bằng sông Cửu Long. Điều tiên. Có tay nó trời luôn. Giá kéo Dương Năm lên nè. Kéo ổng lên nướng nó bị cười cho ta. Chưa mà, ổng đang chỉnh. Dương Năm xuống nước. Dương Năm xuống nước rồi các bạn ơi. Tại mình gần cái sông các bạn, sợ nó có cháy cái gì quá, cái mình gần ngay sông mình có nước luôn các bạn. Đây cái sông. Sông nước có ghe có xuồng các bạn. Nếu mình rảnh mình chắc mình làm thêm cái clip để mình đi xuồng, mình quay này quay kia trên xuồng. Đây, đây. Có cái xuồng. Cao gì nướng nó chín nhưng mà hấp nướng không chín. Nhẹ nhẹ bẻ ơi, lật một phát là tan luôn. Chín trường dấu. Đây nè. Ba cái luôn hả bảy? Ê gọi xong luôn rồi. Ê gọi xong luôn rồi. Con biết ai không? Ý Dương Năm, ý Dương Ba biết ai không? Dương Năm á. Ừ. Nó hồi nãy ổng nhảy xuống sông đó. Đau quá các bạn ơi. Trong khi mình đợi mình làm một cốc bia vô cái tự nhiên nó tê các bạn. Đi
Điều tin. Củi đâu ta? Đúng rồi, chạy lên. Lửa trại hiện tại là tắt rồi các bạn ơi. Giờ mình phải đi lấy củi. Mình đi lấy củi rồi mình đốt, bên một bên là lửa trại, một bên là nướng gà. Đây các bạn, hiện tại là mình đốt lửa trại lên xong rồi. Giờ một bên là nướng gà, một bên là đốt lửa trại. Trong giờ giải lao thì mình làm một bản nhạc sương sương đi. Vì tụi Bến Tre, nơi có sông, tháng 5 giờ những ngày giải phóng, nơi lớp trẻ vẫn đang hình thành, so sạch nỗi đau vẫn còn lại đóng, cái nơi đồng khởi tháng 5 anh hùng, tiếng hơi già vẫn còn mênh mông, và rồi cái thời ta còn gian khổ, bây giờ các tiễn mấy đời không giống. Nói nhẹ nhẹ, có chân nó sụp cái bàn. Thì các bạn, đây nãy giờ là nó chín rồi các bạn. Hiện tại thì trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, mình nướng gà này 2 tiếng mấy nha các bạn. 2 tiếng mấy mình đã nướng xong 3 con gà rồi. Mình đã gấp xuống bỏ lên lá chuối này các bạn. Mình chuẩn bị xé ra mình ăn nha các bạn. Rồi. Đây các bạn. Rồi giờ bà dì mình bỏ xé gà nha các bạn. Đó. Gà đâu dai gì. Mà xé không nổi mà dai. Má thằng sống gì đó. Hình như chưa chín. Không chả xé đi, xé đi ngon lắm rồi. Không, này đó gà đốc mà. Cắn thử miếng chín. Mời mời trước. Đây đây. Đây cái đùi gà nha các bạn. Rồi ok, giờ mình mời các bạn thưởng thức, mình thử nghe nó có chín không các bạn. Thử ở chín. Ủa này nó chảy nước hay gì? Chín chưa? Chín chín. Rồi, chín rồi, này các bạn. Rồi. Ok rồi. Tưởng không chín. Tưởng không chín là chết luôn các bạn. Đấy, phụ đi chó lẹ. Đúng rồi. Trời ơi, Nam ơi, rửa tay cho Nam. Mời quý vị. Đúng rồi, mời quý vị thưởng thức gà nướng. Đây các bạn, trong thời gian xe gà mình đi quy nướng lại mấy cái đồ hồi nãy cho nó nóng lại nha các bạn. Với cái đùi gà này nó cũng chưa được chín tới, bị gì nó nằm xa ngoài quá. Nướng lại cho nó chín. Đây mình quay trên quay xuống. Đây con thứ hai. Trời ơi nó bị đen. Con gà này gà châu Phi nha mọi người. Mới nướng xong ăn. Ủa không có kéo hay gì đi lên. Mấy cái đùi xé nhỏ ra luôn, xé nhỏ nhỏ mới gấp được chứ nguyên cái, không lẽ đứa cầm cục hả? Có ba con gà, con gà vườn, con châu Phi, con gà đất. Con gà bự nó chặt ra được mà. Đôi khi cũng có sự cố các bạn, bị gì lửa nó cháy không đều các bạn, nên nó có một vài chỗ đó. Tại thì mấy cái phần chưa chín thì mình sẽ nướng lại, bị gì hồi nãy lửa lớn quá nó khét, nó khét nên nó chưa có chín mấy phần đó, nên mình giờ mình nướng lại các bạn. Tên gà này là tên gà chó. Gà này mình cũng nướng lại đó, giờ nó chín rồi. Nãy chín rồi xong rồi mình lấy mình ngồi ngóng ngóng rồi muốn ăn lắm rồi. Bia đi, bia nè, lấy ra người cầm lon vô nè. Đây các bạn, giờ mình đã nướng xong rồi, mình xé ra hết rồi các bạn. Giờ mình bày bia rồi ra rồi mình ăn uống nha các bạn. Mời tất cả mọi người nha. Mời mời tất cả mọi người ăn gà nướng này. Không được nên là. Quan chủ gì? Ai xin xin. Vô.
ăn luôn. Lớn rồi. Thôi khui đi. Tao chưa nhậu mà người ta hơi bia quá. Trời quên không được luôn á. Nè. 1 2 3 vô nè. Bia đâu? Rồi khui khui cho đế luôn nè. Ở bên kia bị gì vậy? Để khui cho. Đây nè. Đây khui cho. Trớp. Chị không muốn xe bia. Dạ lên. Lên ơi. Lên ơi. Lên ơi. Cho thằng Trực ăn. Vô. Lấy hả chứ. Tụi nó hồi quay xong rồi ăn. Tao quay nãy giờ rồi. Trực quay xuống. Trực quay xuống đó con. Vô vô vô. Rồi vô nha. Vô nè. 1 2 3 vô. Đi chợ kia chứ không còn gì. Không gì nữa hả? À, rồi ăn đi, ăn đi, ăn dạ đi. Rồi, mời tất cả mọi người ăn nha. Đây. Đây Vin, Vin. Mời tất cả các bạn. Đây. Ngon hơn ngọt không? Không ăn gà mày ăn cái này chứ. Cho mày coi đâu. Đây. Ok mời tất cả mọi người. Rồi, múa coi. Từ từ đi qua kia coi. Hết nhảy vô múa liền. Cái gì vậy? Rồi, sao? À, nêu cảm nghĩ của bạn ơi. Đứng rồi nè, cảm nghĩ đứng. Ngước cái mặt mày lên cái giả vô mặt mày bây giờ. Quá nhiều má quá. Sao? Ngon, ngon. Cái này nó ngon. Phải đưa ngón tay rồi lên, rồi đưa lon bia rồi lên. Mấy má ăn liếm. Bà ngậu ăn không nói gì. Thằng éo à. Chưa thương hết rồi, ăn miếng nữa. Cái gì ta, anh? Nó nhai trời. Anh. Dạ sao? Anh nha mày. Có mùi khét mấy bạn ơi. Mày, nó trớt chứ, gà nướng không khét. Nữ à? Nữ à? Đem cho ông nhậu. Rất là ngon luôn nha bà em con. Đi đi dẻo chút xíu vậy. Đèo tin. Quay khai bà. Ăn không nói vậy lên. Đủ rồi, đem đó đóng đi. Ngồi ăn không? Bà đen. Em bỏ xương ngoài đừng bỏ đó gì đó không bay. Tại cái tay mày có bóc không nữ? Không, không không, rất là sạch luôn nha. Bin nêu cấm nghỉ rồi Bin. Ngồi ăn rồi. Sao sao sao? Không. Mày ché gà vô mặt mày hết rồi. Cho chị miếng. Hai cái kia. Thử miếng nha bạn. Nói chung là ngon. Mày dám gì ta? Cảm ơn. Mà. Tính cho mừng cái tính. Nước chấm của cô gái Nhật mới ngon 10. Mà hôm nay ăn cái Nhật nè. Ok các bạn, thấy ngon. Ê, tính ra nãy giờ chưa ăn luôn mày. Ngon cầm quay cơ mà. Từ từ đi ok. Mẹ. Chút miếng nha. Mẹ. Thôi, gà nướng. Chủ yếu gà mà con. Mày khôn quá bây giờ đây, ăn gà. Ok các bạn. Để cameraman đi. Thử miếng nha. Ngon quá bay. Ngon quá. Chưa phải khét quá. Không mà gà mềm nha. Gà nướng rồi phải khét rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Làm miếng rồi không? Đoạn ngồi vô ăn nè. Vô ăn đoạn. Gắp cho đoạn mấy miếng bỉ. Ngồi mày ăn thấy sợ. Nãy giờ tao có ăn đâu. Tự nhặt bọn đi. Đậu đi. Từ từ. Từ từ từ. Vô. Nè. Vô vô coi ăn không. Thôi à, mình vô cái nữa là mình kết thúc clip này nha các bạn. Vô. 1 2 đi đâu? 2 3 vô. 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 Ha, lại đưa vô. Ok 1 2 3 vô. Cái này yếu quá bạn, yếu xìu rồi. Rồi, ok. Mời ăn.
Mình cũng xin tạm dừng cái clip đây nha bạn. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay và thú vị, hãy để cho mình một like, một share, một lượt chia sẻ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì nhà mình đi đây. Nếu bạn muốn clip sao mừng con gì thì cứ comment phía dưới tôi mừng luôn con đó. Ăn luôn nào bạn. Rồi, thôi chào các bạn nha. Bye bye. Bye, cậu ăn không nè. Nè nè, bye bye nè. Hey, bye. Bye bye tất cả mọi người nha. Mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký. Cho mình xin một like và một đăng ký. Rồi, ok.